Lại thêm một sự lựa chọn đến từ thương hiệu POP. Như anh em cũng đã rất quen thuộc với các mẫu POP 01, 02, 03, 04, 05 và những mẫu POP có kính được bán rất là nhiều trên thị trường. Thì cái mẫu POP mà mình đang cầm tay đó chính là mẫu POP 08. Mẫu POP 08 thì nhìn bề ngoài nó sẽ hơi giống 03 một chút xíu, tuy nhiên nó cách điệu hơn về kiểu dáng, về lỗ thông gió nó cũng nhiều hơn nữa. Mẫu này thì hiện tại bên mình đang có size L, gồm có 5 màu, đó là màu đen nhám, đen bóng, màu titan, màu đen sọc trắng và màu đen vàng. Các bạn có thể tham khảo các màu ở link bên dưới. Nếu các bạn có nhu cầu hoặc cần inbox hãy để lại comment phía bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.